là mình nó mới thấy là tại ngoại kho. Dạ đúng rồi. Đường này cái không có đường cát hả? Mà đường cát bên kia vậy, đường cát có gì vậy? Cát trắng mà. Ừ, không có vàng, con không có vàng đâu. Phải không? Vậy thì phải đi mua vàng đi. Mua vàng, có thịt ở đường vàng nó mới ngon. Giờ má bỏ thêm đường nữa hả má? Đường. Cái nồi, cái thau thịt là bao nhiêu ký hả má? 16 ký. Nhà này 16 ký mới ăn đủ. Nhà đông người mà. Má bỏ đường vàng vô ngon hả má không? Bỏ đường vàng vô ngon. Có qua không? Mà tao làm cho con vậy. Nè, cho con hả? Mà sẵn nè. Cho con một tờ xịt nước tương vô là ăn thế tháng qua cho này mà má bỏ không hành đi. Dạ. Dạ. Dạ, để trong để. Em uống mấy lon em rửa ra. Soi mà có. Cái mua 220 mà của em cũng 220, con cũng bự luôn, nhỏ hơn anh bà. Cái quyền ở cái nồi này là cái nồi bự nhất Thảo kìa. Má cái nồi trước nay nó không đủ quá. Còn trứng nó lâu dục trứng á. Chắc đủ mà. Chứ mấy trăm không nữa cái nồi này. Đâu kia đi qua đồng rãi thôi. Lấy nồi kia. Nồi kia đi qua quyền. Con quyền nãy giờ nó trong toilet nó rửa nó. Đi chơi mấy bữa dài đi chơi. Ớt về khoảng bao lâu má mới bỏ vô nước dừa má? 15 phút, 20 phút vậy đó, tùy theo. Của anh không chặt thêm chục cái dừa vậy đó. Dừa dưới quê đem lên đó chị, dừa dưới quê á. Mai nó về dưới má nó cho dừa với gạo. Với 7 con gà đậy tủ lạnh luôn á. Gà mà trên 7 gà mới hết cái bồn. Hết chỗ rồi. 50 cái gạo, 7 con gà. Có cái tủ nó cũng đỡ lắm. Lạnh lạnh. Dạ, nó đỡ lắm. Mới bỏ hành lên nữa. Ờ, lấy cái hành ra chứ. Chưa ghé con đi con. Ủa, thôi bình thường bán ăn chưa mà. Thấy ngon quá má ha. Thịt nó không có mỡ nhiều quá. Cái này lựa qua lựa lại chứ mà lựa thịt ngon quá bữa nay. Ừ. Dễ ăn nó thịt thịt ba chỉ á, thịt thịt biết lộng hồi nãy gì không ngon chứ ngon quá trời. Thịt rồi ngon kìa. Nhà ăn mỡ á là cỡ này. Ừ. Còn mấy đứa ăn mỡ á ăn nạc. Ừ. Đó, cái đó nạc dâm đó hồi nãy nãy cha mua nè. Nạc dâm nè. Ừ. Giờ bà dội nè. Miếng bà dội nó ngon lắm á. Bà dội nè. Ừ, miếng nó ngon á. Bà dội đó 250 đó chị ba. Ừ. Có 280 nữa mà nó lấy 280 giờ dính cái cây vô á. Ừ, bà dội. Mà nó mỏng quá là sao kho. Ừ. Nhà tụi nó ăn nạc nhiều. Mỡ được ít ăn. Để cái cái này cỡ bao nhiêu trái dừa mới ha? Có này. Có dừa nhiều làm gì nữa con. Dừa nhiều thì nó ngon. Mình đang ngon. Khỏi thanh nước. Ừ. Miếng bà dội thì ngon ghê. Miếng này quá ngon luôn á. Mấy cái nạc là cắt cục lớn chút, còn mấy cái bà dội cắt nhỏ một chút. Chút xíu má cột hả? Ờ, cột lại. Ủa, má bỏ nước mắm luôn hả? Ít ừ, hả? Có miếng nước mắm, miếng muối. À, cho nó... Nước mắm này nãy này có bỏ gì không cha? Không, nước mắm nó không á. Ừ. Cho nó chát cục thịt lại hả má hả? Nó thấm. Ừ. Rồi, lắc chặt dừa cái nấu dễ ẹt. Đơn giản mà ngon ha. Dễ ẹt. Sao má dây nè, dây nè. Dạ, tay chân cũng bự lắm nè, vung á. Là làm cái vung mày đâu. Bây giờ tới mai cha, mai với cha. Giờ tụi tới làm không chứ. Chứ tao có làm mẹ gì, cơm giờ nấu rồi. Không. Thôi bắt thằng cơm gì cha, chưa. Để đi chứ ăn thôi, khỏi lo, từ từ cơm ăn.
Mấy ngày này cũng không có đói lắm rồi. Cái kéo rồi má, lấy cái dao nè má, má ăn dao nè. Má kéo vừa cắt. Do được rồi, dao. Kéo bên kia trên nịp lấy cho bà ngoại. Kéo nhỏ, nhưng mà cho bà ngoại cắt dây. Cái này nước vừa tươi mới luộc lại. Vừa tươi. Mấy trái vậy hả? Mấy trái hả bà? 10 trái. 10 trái. 10 trái chứ không đủ hả? Chắc là lát chặt thêm. Để đây ngồi chặt thêm có. Ôi, nước vừa sôi. Má mình bỏ vô. Cái trong nước dừa này nãy má có bỏ gì vô không má? Đường. Đường, nước mắm. Cho nó sôi lên. Tại vì nãy ở đây là ướp rồi. Trong này là ướp đủ gia vị hết rồi. Kho thịt không có đổ nước màu. Đúng rồi, con cũng kho theo cách của má à, không có bỏ nước màu. Mình hâm cái từ từ cái mấy ngày Tết nó sắc xuống là nó vàng, mà vàng tự nhiên á. Vàng ngon lắm á. Không có nước màu, nó không có đen vậy. Còn vừa có một nước nhiều không sao, năm nay nước Tết cỡ 10 trái là nhiều nước lắm á. Củ sắn để làm bò bía. Sáng sớm là phải ba tay làm. Chuẩn bị được nhiêu món rồi đó. Bây giờ mình ra mình chuẩn bị làm cua. Làm cua xào miếng. Ba làm cua gì mà em biết làm thiệt luôn á chị ba. Vai cua này ngon không? Thấy cũng được nè. Đó ghê đó. Em không biết mua á, mua đại á. Bây giờ chị trà thì tập giờ tóc trên cũng lẹ, cua làm lẹ. Chị sợ biết là làm tôm hùm á. Tôm hùm thấy vậy chứ phải có dao bé rồi chị chặt nha. Cũng thường có làm đó mới nha. Thường cua này má làm không, em không có làm đâu biết. Mà ở nhà có cái bàn chải là cũng được. Bàn chải dành chả vậy hả? Không biết lựa, nhưng mà em cầm con nào nặng lắm em mới lấy nha. Thấy chắc nè. Em chắc đây à. Cầm nặng lắm luôn á. Em mới lấy á. Bây giờ mẹ đổ này qua đây cho mỡ tắm. Nóng quá, phân nửa thôi. Để đắng đi chị. Hôm nay là ngày 30 Tết. Tối nay là cúng giao thừa. Nhưng nhà mình đó, thì ăn bữa cơm sum họp gia đình đó, thì vào buổi trưa. Em Mai của em mình á, gửi người ta chăm sóc á, nó đem lại mà năm nay á, nó nở bông hơi nhiều. Nhưng mà bên trong á, nó cũng còn mấy cái bông búp búp này nè, rất là nhiều luôn. Như bông này nè, là nó chưa nở nè. Mà nở như vậy thì mình thấy nó đẹp. Bên trong đây thêm một mâm nữa. Ba mình, mấy thằng em trai nó phụ. Ba mình ngồi ở đây. Cúng ông bà. Đây, giờ là rất là đông. Khang. Bác, ông xã tôi ngồi ở đây. Hồi sáng. Sáng dậy rất là sớm để làm đồ ăn. Làm đồ ăn. Đây, Tư Hồng. Em gái mình xong hết rồi, bây giờ chỉ còn là cúng xong là ăn thôi. Cua xào mì đã múc ra để trên bàn rồi, còn dư như đây nhân vật chính nè. Cái đó đâu còn mở tủ lạnh hả chị em? Ai mở cái đầu thịt coi, mở đầu thịt coi. Mấy cái mặt người cho bá đẹp lắm á, mà chị ba làm sao mà phá ảnh ba hết đi nha. Rồi thịt kho, trứng vịt với trứng cút. Cái này là hâm lại còn ngon nữa đó nha. Cái này là không có bỏ nước màu. Má mình kho là nước dừa tươi á, không có bỏ nước màu. Rồi giờ mở ra coi. Nước dùng luộc gà. Còn nồi kìa.
canh khổ qua bà ăn hết phần nửa rồi, còn như đây. Rồi 1 2 3 vô. Happy New Year. Mới làm xin nghỉ tháng mà biết lắm rồi. Bây giờ mình sẽ dùng về phía trước. Ở trên đây bây giờ trên đây một bàn, cứ nhà mình nó sum họp gia đình mà mấy ngày Tết thì cũng hơi bận rộn, ai cũng có tư riêng, nhưng mà ai tới được thì nhà mình đó thì ăn. Giờ cái hả tới là ra lúc nào cũng có đồ ăn hết trơn á, nhưng mà sáng đêm ăn sáng đêm. Bởi vậy nhà này đổ rác liên tục đỏ, ba mình thấy chưa? Ba xuống ăn đi, ba ngồi ăn đi. Rồi tao chưa đói. Chưa đói hả? Mệt, chứ mệt, chứ mẹ. Mệt quá mà. Không đâu. Bây giờ tới mình. Quỳ vô ăn luôn đi em. Đó chị. Rồi thêm dĩa nữa. Dạ hai dĩa. Sáng cho cô ba miếng xôi coi. Xôi ngon à. Ồ thích ăn xôi lắm, xôi gắt nè. Ăn đồ ăn ăn thôi. Đâu còn dĩa nữa. Còn xôi nè. Ăn xôi trước đi. Trang chạy đi à, Trang no à. Ôi ăn mày gỡ được quá. Phú đâu? Phú là ngậu. Ngậu chứ, có anh bắt à. Chú anh bắt giờ về sau. Mới nói làm như hai hả? Không, nhỏ à. Nhưng mà người cũng học viên nè. Sao mình đi Dũng Ba rồi? Đi qua bên kia, cúng bên kia nữa. Năm mày. Bên nhà anh bắt á, thì cúng ban ngày, nhưng mà bữa tối thì ăn bữa tối, đỡ cái nhà mình ăn bữa trưa. Mà sáng giờ con để bụng con không có ăn á. Đã quay cái mai chưa? Dạ ăn bù. Rồi nãy con sáng con có quay cái mai rồi đó. Ừ. Dạ ăn bù rồi sáng đi. Ừ. Ê cái chả giò này ai cứng ngon quá, quấn ngon quá nè. Làm hồi nãy mới ăn thử rồi. Ai cha ai còn ai cha không? Điểm hả? Ngon không? Nhà thì hai là cũng ngon nè. Ngon được ngon rồi. Ngon không? Giòn hả? Nói với anh chịu à. Đúng rồi. Ăn đi, ăn thử cục ngon.